Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lộc Tàng tiếp tục cập nhật thông tin xoay quanh câu chuyện của bé Văn An để gửi tới cô dì chú bác. Thì hồi trưa Lộc Tàng có lên một cái clip mà gia đình nhà bác Quang Vinh cũng như là bên ngoại của bé Văn An đã gửi một cái đơn cầu cứu lên chủ tịch nước và mong tất cả mọi người cùng làm theo cái mẫu đơn đó. Mỗi người hãy viết một cái tờ đơn cầu cứu gửi lên chủ tịch nước cũng như là thủ tướng và các cấp lãnh đạo ở bên trung ương. Thì mỗi người hãy làm một tờ đơn như vậy và ký tên vào đó, đồng lòng để cùng gọi như là nâng tội danh của Thái Dúi lên tội danh đồng lõa giết người với lại Trường Giang để gửi lên phía trung ương, để phía trung ương là các bác sẽ xem xét được và chỉ đổi tội danh của Thái Dúi. Thì không biết vì một cái lý do gì hay là một sợi dây vô hình nào đó mà cái clip đó nó đã bị đánh cho vàng tiền luôn nha cô dì chú bác. Tức là cái clip đó nó bị hạn chế, tức là không được xuất hiện nhiều ở trên YouTube thì cô dì chú bác không xem được. Tức là Lực Tàng đã đưa một cái tờ đơn mà Lực Tàng cập nhật luôn ở bên trên cái màn hình cho mọi người cùng đọc và có thể rằng là in ra và ghi các nội dung vào trong đó, tên tuổi người viết, rồi người ký tên đồng lòng ủng hộ gia đình nhà bác. Tức là mỗi người góp thêm một chữ ký để cho gia đình nhà bác Quang Vinh gửi lên bên phía trung ương để nâng tội danh của Thái Dúi lên. Nhưng mọi người cũng có thể thấy rồi đó, làm truyền thông không đơn giản như cô dì chú bác biết. Tức là cái câu chuyện này không biết rằng là có người nào đứng sau lưng hay không, nhưng mà cái clip đó thì nó đã bị gọi như là hạn chế. Hạn chế tức là nó không phủ sóng để cho tất cả mọi người không thấy được cái clip đó, rất ít người thấy được. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là câu chuyện để tăng tội danh của Thái Dúi lên không phải là đơn giản như chúng ta nghĩ đâu nha mọi người. Có rất là nhiều cái phía sau mà Lực Tàng thì đúng thực sự là người dân thì Lực Tàng không thể nào mà có thể nói được. Cái này thì phải để cho những người luật sư biết, luật pháp người ta biết và người ta sẽ lên tiếng. Thì ở đây chúng ta phải nên nhớ rằng là tại vì sao mà gia đình phải cầu cứu, tại vì tội danh của Thái Dúi rõ ràng là đồng lõa giết người với lại Quỳnh Trang, chứ không thể nào mà có cái chuyện gọi như là che giấu tội phạm hay hành hạ người khác với cái mức gọi như là quá nhẹ. Thì bên phía viện kiểm sát cũng như tòa án thì đã có những cái quyết định và chưa biết rằng là tội danh của Thái Dúi có được chuyển đổi hay không. Nhưng với cái sự đánh mạnh của gia đình nhà bên ngoài, tức là bên bác Quang Vinh và bác Thanh Loan cũng như là bên phía chị Hạnh, thì họ đang rất là mạnh mẽ và cố gắng quyết tâm để cầu mong tất cả cộng đồng là cùng lên tiếng và đóng góp vào đó một cái tờ đơn cũng như là một chữ ký để gửi lên phía chủ tịch nước và bên phía trung ương. Thì có rất là nhiều cô dì chú bác trong câu chuyện này, toàn bộ là những người già, người cô dì chú bác không, và toàn bộ là ở những cái thôn quê. Thì nói thực sự ra là bên cái máy vi tính cũng như là bên cái mạng internet thì rất là khó khăn, không thể sử dụng và biết để viết như thế nào và để ký tên như thế nào theo cái mẫu đơn. Thì Lực Tàng nghĩ rằng là một cách đơn giản nhất để cho cô dì chú bác biết được gửi đơn như thế nào á, thì cô dì chú bác mà giúp thực sự yêu thương bé Văn An và muốn lấy lại công bằng cho bé Văn An và muốn để cho thằng Thái Dúi này tăng cái tội lên hành động ở giết người, thì cô dì chú bác hãy vào trang Facebook của bác Nguyễn Quang Vinh. Tức là cô dì chú bác nào mà già mà không biết tìm á thì hãy bảo những cái đứa trẻ vào Facebook rồi search cái từ là Nguyễn Quang Vinh thì sẽ nổi cái hình của trang Facebook bác Quang Vinh lên. Thì mọi người vào đó rồi mọi người vào ngay cái phần đầu tiên là cái bài viết đầu tiên ở trên cùng, thì mọi người nhấn vào thì mọi người sẽ thấy cái mẫu đơn, rồi mọi người có thể viết tay hoặc là dùng để đánh máy cũng được, đánh máy thì càng tốt. Nếu như mà cô dì chú bác mà không đánh máy được thì cô dì chú bác hãy viết ra giấy, viết bằng tay luôn, rồi cô dì chú bác hãy ký tên xuống dưới theo cái mẫu đơn đó, rồi cô dì chú bác hãy gửi về cái địa chỉ trên màn hình đây. Đây là địa chỉ của bác Quang Vinh nha cô dì chú bác. Thì bác đã cầu cứu và bác đã gọi như là mong tất cả mọi người hãy viết một cái tờ đơn để gửi về cho gia đình nhà bác, để bác gửi lên phía trung ương. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái địa chỉ thì là tàng để đây, thì cô dì chú bác hãy chụp lại màn hình, rồi cô dì chú bác hãy ghi vô trong cái giấy. Tức là mọi người hãy gửi vào địa chỉ này: 468/2A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, mọi người hãy gửi vào địa chỉ 468/2A Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là cái địa chỉ mà bác Quang Vinh làm nhận thư. Tức là mọi người hãy ra bưu điện gửi luôn cái tờ đơn đó để bưu điện gửi về cái địa chỉ này. Là bác Quang Vinh sẽ nhận được cái tờ đơn của tất cả cô dì chú bác. Càng nhiều tờ đơn như vậy thì Thái Dúi sẽ có khả năng rất là cao sẽ được chuyển đổi nha cô dì chú bác. Còn nói thật sự với tất cả mọi người rằng là
Trong câu chuyện này thì không biết là bên pháp luật họ xem xét và xử lý như thế nào. Còn theo quan điểm cá nhân của người dân chúng ta thì thái dối phải lên cái tội đồng lõa, đồng phạm giết người với Quỳnh Trang. Không cần phải nói nhiều mà chỉ cần rằng là Thái đồng ý cho Trang đánh con của mình, đó là đồng tình, đúng không ạ? Và Thái đánh con của mình, cái đó cũng là hành vi đồng phạm, đúng không ạ? Và Thái đã gọi như là hỗ trợ hết mình, che giấu cho Trang này nọ, thì đã có cái âm mưu là đồng tình, đồng lõa và đồng phạm. Nói chung là tất cả các loại đồng ở trong đó rồi, ông không thể nào tôi cãi được, đúng không ạ? Còn tình tiết mà đánh hành hạ che giấu của thằng này kia thì rất là nhiều cái bài viết đã phân tích rồi. Tức là cái chết của bé Văn An đã có dấu tay của Thái, vết thương trên người của bé Văn An dẫn đến nguyên nhân cái chết gián tiếp cho bé Văn An cũng là có bàn tay vẫy máu của Thái. Cho nên rằng Thái là phải đồng phạm với Trang, là cái đó là chuyện đương nhiên. Thì Lực Tàng cũng mong là những cái lời nói của Lực Tàng là thay cho hàng triệu trái tim, hàng triệu con người, cô dì chú bác trong nước Việt Nam của chúng ta và kể cả ở bên nước ngoài, tức là 96 triệu dân, 97 triệu dân Việt Nam, cũng như là toàn thể những người cô dì chú bác Việt kiều ở bên nước ngoài đã gọi điện cho Lực Tàng rất là nhiều. Thì Lực Tàng cũng thay lời muốn nói và gửi lên phía cơ quan Bắc Trung ương, thì mong các bác nó xem xét lại một cách kỹ càng hơn và lệnh xuống bên dưới để cho bên phía viện kiểm sát cũng như là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái biện pháp xử lý cực mạnh hơn nữa và đưa ra xử lý đúng người đúng tội đối với lại Thái và Trang. Thì Lực Tàng cũng nói như thế này: bé Văn An là một con người, bé Văn An là có quyền được sống và có quyền được bảo vệ. Bé Văn An là một đứa trẻ thơ, như một trang giấy trắng là một bút măng non. Bé Văn An là mầm mông tương lai của đất nước, cho nên bé Văn An có quyền được sống. Thì bé Văn An là một con người, nhưng ở đây Trang và Thái không coi bé Văn An là con người. Thì khi mà chúng nó giết bé Văn An đi thì toàn dân của chúng tôi, toàn dân chúng ta cũng không thể nào coi cặp đôi cầm thú đó là con người được. Ấy, và đặc biệt coi tụi nó không bằng cầm thú, không bằng loài súc vật, loài súc sinh. Tại vì những hành động của cặp đôi Trang Thái nó còn ác hơn cả cầm thú. Cho nên là rất mong các bác lên trung ương hãy xem xét thật kỹ và hãy mong tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là viện kiểm sát hãy xem xét thật kỹ. Ở đây là tính mạng của một con người tụi nó tước đi bằng một cách giả man tàn bạo, còn hơn cả thời Trung Cổ. Trong bản cáo trạng đã có nêu rõ, Canada đã có ghi lại về tất cả chứng cứ xác thực là tội ác của nó tại trời tại địa như vậy. Thì hy vọng rằng bên phía pháp luật Việt Nam cũng như là tòa án, gọi như là bên thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có những cái phương thức xử lý nghiêm minh hơn nữa, đưa tội danh của thái dối lên đồng phạm giết người để cho nó xứng người xứng tội với những cái gì mà tụi nó đã gây ra với bé Văn An, để cái linh hồn của bé được siêu thoát và là gương, là tấm gương sáng để soi cho những kẻ xấu kẻ ác đang núp trong bóng tối sẽ từ bỏ ngay cái chuyện này. Đây là cái gốc của chuyện bạo hành. Thì rất mong các bác trung ương cũng như là bên phía pháp luật Việt Nam hãy bứng bỏ cái gốc này đi, không để cho nó có thể mọc mầm. Sau này nếu không bứng thì chắc chắn rằng nó sẽ nảy mầm và những cái vụ việc bạo hành khác nó có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào và có thể là đau lòng hơn cái câu chuyện này nữa. Đó là cái mong mỏi lớn nhất của Lực Tàng là gửi với tất cả mọi người như vậy. Lực Tàng cũng chỉ biết là cung cấp và phân tích cũng như là lên án những cái xấu thôi. Thì hy vọng rằng những lời nói của Lực Tàng cũng có thể đánh động thêm một phần nào đó về câu chuyện này. Còn sức mạnh của cộng đồng là sức mạnh về chiến thắng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thời kỳ chiến tranh rồi, chúng ta sống là người dân, chúng ta đã đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta dùng chính cái sức mạnh của chúng ta để chiến đấu những cái kẻ mạnh, kẻ ác, nhưng mà chúng ta đã trở thành thành công. Thì trong câu chuyện này thì bác Quang Vinh đã có cái lời cầu cứu như vậy. Thì mong cô dì chú bác hãy nhớ cái địa chỉ này và vào trang Facebook của bác Nguyễn Quang Vinh để làm theo cái mẫu đơn này, có thể viết tay, in giấy, gửi mail hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì mà cô dì chú bác có thể gửi được một cái tờ đơn về đến tay gia đình nhà bác Quang Vinh, thì để bác Quang Vinh sẽ gửi lên bên phía trung ương để phía trung ương sẽ xem xét cái vấn đề này nha cô dì chú bác. Chỉ có các bác ở trung ương thì là các bác sẽ có những cái sự đánh động mạnh và chính trực, gọi như là sự đúng người đúng tội đó mọi người, không ai có thể chối cãi và cũng không thể nào luận lách cái vấn đề gì trong đây được nữa, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta mới cảm thấy hài lòng và hãi giờ ở trong câu chuyện này. Thì liên quan đến sự việc thì Lực Tàng đã cập nhật được một cái thông tin liệu chừng khi viện kiểm sát đã quyết định phê chuẩn truy tố gửi lên tòa án để xét xử thì liệu chừng có thay đổi được tội danh của Thái Dũng hay không. Thì Lực Tàng đã cập nhật được và đây là một cái tin cực vui. Nói chung là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có quyền trả hồ sơ để viện kiểm sát điều tra lại nha mọi người, chứ không phải là chuyển lên tòa án là xong nha, là không thay đổi được tội danh nha, là phải đem ra xét xử nha, không có. Tòa án nhân dân có quyền
trả hồ sơ về cho viện kiểm sát để viện kiểm sát điều tra lại, tại vì nó chưa đúng tội danh của Thái Thúy. Thì đây là một cái thông tin rất là may và rất là vui. Hy vọng rằng là những cái tiếng đánh đổ của chúng ta thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái bước tiếp theo để xử lý vụ việc này một cách công bằng và hợp lý. Thì trước khi cái bài viết mà rõ ràng như thế nào thì cô dì chú bác nhớ ủng hộ Lục Tàng mua mật ong nha. Lục Tàng mới lấy mật ong khoái về nữa, bữa nay bắt rồi đó, cái clip trước đó. Rồi, mật ong nuôi có 3 loại: mật ong cà phê, mật ong mặt hà và mật ong hoa nhãn. Mật ong rừng gồm mật ong ruồi, mật ong đất và mật ong khoái. Tinh bột nghệ dạng vin và cacao. Cô dì chú bác nhớ ủng hộ số điện thoại trên màn hình để mua hàng giúp Lục Tàng có động lực mạnh hơn để đi chiến đấu với kẻ xấu kẻ ác trong thời gian sắp tới nha cô dì chú bác. Cảm ơn cô dì chú bác rất nhiều. Thì Lục Tàng xin phép được đọc cái bài viết mà liên quan đến cái chuyện mà Thái Quý có được có sẽ đổi tội danh hay không, được đổi tội danh hay không, và pháp luật Việt Nam hiện hành quy định như thế nào. Thì cô dì chú bác lắng nghe Lục Tàng đọc cái bài viết này nha. Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến chết, căn cứ nào để thay đổi tội danh sau khi khởi tố? Liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị tử vong do dì ghẻ cha ruột bạo hành, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé gái đã kiến nghị thay đổi tội danh với người cha từ tội hành hạ người khác sang tội giết người. Điều này phù hợp với quy định hiện hành. Trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và hành hạ người khác. Còn Nguyễn Kim Trung Thái bị đề nghị bị truy tố về hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận 1, từ tội hành hạ người khác sang tội giết người. Theo luật sư này, hành động Thái góp phần gây ra tổn thương là nguyên nhân dẫn đến cái chết hoặc yếu tố cộng thêm khiến bé A tử vong. Thái giúp sức thúc đẩy các hành động của Trang gây ra tổn thương là nguyên nhân dẫn đến chết người. Trước đề nghị của luật sư, nhiều người đặt câu hỏi pháp luật hiện hành có cho phép thay đổi tội danh sau khi khởi tố hay không. Làm rõ nội dung này, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, trình tự tố tụng một vụ án là trải qua 4 giai đoạn: khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử. Khi phát hiện có căn cứ tại điều 143 Bộ luật Hình sự, cơ quan cá nhân có thẩm quyền khởi tố vụ án tiến hành điều tra. Sau khi kết thúc quá trình điều tra, Viện Kiểm sát có quyền truy tố vụ án dựa vào kết luận điều tra, sau đó chuyển sang giai đoạn xét xử. Trong giai đoạn khởi tố, điều 156 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Viện Kiểm sát ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi tội có xảy ra. Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố. Như vậy, trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát đều có quyền thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi phạm tội xảy ra. Trong giai đoạn truy tố, khi xem xét kết quả điều tra, viện kiểm sát có thể quyết định truy tố vụ án hoặc không. Trong trường hợp nhận thấy tội danh đã khởi tố không đúng, viện kiểm sát có thể trả lại hồ sơ yêu cầu để điều tra bổ sung. Khi đó, cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh cho đúng. Nếu cơ quan điều tra không đồng ý việc thay đổi tội danh, thì viện kiểm sát có thể đình chỉ vụ án đã khởi tố và ra quyết định khởi tố vụ án mới với tội danh khác. Đây là cái giai đoạn mà Thái và Trang hiện tại bây giờ này mọi người, là giai đoạn xét xử nha cô dì chú bác. Thì cái giai đoạn xét xử này liệu chừng có thay đổi được cái tội danh hay không và tiếp tục gọi như là trả hồ sơ lại hay không, thì đây là luật sư đã phân tích đây cho chúng ta này. Còn giai đoạn xét xử theo điều 298, tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật, hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà viện kiểm sát đã truy tố. Trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh viện kiểm sát truy tố thì tòa án trả hồ sơ để viện kiểm sát truy tố lại và ra thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo hoặc là người bào chữa biết. Đây là cái vế mà chúng ta cần thiết và nghe nhất cho mọi người này. Tức là trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh mà viện kiểm sát đã truy tố, tức là tội của ông Thái mà viện kiểm sát đã truy tố đó, thì tòa án có thể trả hồ sơ để viện kiểm sát truy tố lại và ra thông báo rõ cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo hoặc người bào chữa biết.
tức là tòa án sẽ ra quyết định thông báo cho bị cáo và người đại diện của bị cáo biết để gọi như là điều tra lại nha mọi người. Đó, như vậy có thể thấy pháp luật hiện hành cho phép thay đổi tội danh sau khi đã khởi tố, khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. Đó, tức là có quyền được đổi nha mọi người. Tòa án xem xét thấy chưa đúng tội danh và tội danh của Thái nặng hơn thì tòa án sẽ trả hồ sơ để cho viện kiểm sát điều tra lại. Viện kiểm sát sẽ điều tiếp cơ quan điều tra, tức là đi theo từng lớp một để giải quyết sự việc nha cô dì chú bác. Như vậy thì chúng ta hy vọng rằng với cái sức mạnh của cộng đồng, hy vọng rằng là cái sự giỏi lập luận của các luật sư, đặc biệt là luật sư Ngọc Nữ và luật sư Anh Thương, đã có những cái bản kiến nghị gửi lên bên phía vậy như là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thay đổi tội danh của Thái Dúi, cộng với lại người dân chúng ta đồng lòng ủng hộ như vậy, thì hy vọng rằng là bên phía tòa án sẽ có những cái phương hướng và những cái nước đi đúng đắn và gửi lại cái hồ sơ để cho viện kiểm sát điều tra bổ sung thêm nha cô dì chú bác. Đó là cái hy vọng của chúng ta, nhưng mà tất cả đều phụ thuộc vào bên phía pháp luật. Người ta cũng như tất cả mọi người đều thượng tôn pháp luật và chúng ta phải chờ quyết định của pháp luật. Còn xét thấy mà bên phía gia đình nhà ngoại gửi đơn kiến nghị lên bên phía trung ương, tức là các bác, nếu các bác xem được thì hy vọng rằng là các bác sẽ xem xét kỹ cái vụ án này, tại vì vụ án này là một cái vụ án rất nghiêm trọng và làm sống động gọi như là làm chấn động cả cộng đồng. Và hiện tại bây giờ ai nấy cũng đều phẫn nộ khi mà Thái Dúi là cha ruột của bé Văn An chưa được đổ tội danh. Đó, đó là ngày hôm nay được Tàng cung cấp cho mọi người những cái tin tức như vậy, thì rất là nhiều tin tức nữa trong thời gian sắp tới, và chúng ta hy vọng sẽ chờ đợi những cái tin vui. Vui thì có rồi, nhưng mà muốn vui cho nó trọn vẹn là Thái Dúi phải trả mạng cho Văn An, hoặc là Thái Dúi có thể rằng là phải chịu một cái mức án kịch khung cao nhất, đúng tội với Thái Dúi mà theo như suy nghĩ của người dân chúng ta đang nghĩ, đúng không ạ? Đó, đó là thông tin cuối cùng mà Lực Tàng cập nhật. Hy vọng rằng số điện thoại trên màn hình có gì chú bác ủng hộ câu chuyện này, ủng hộ Lực Tàng tiếp tục gọi điện số điện thoại trên màn hình mua mật ong, và các mặt hàng của Lực Tàng đều là những mặt hàng thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho cô dì chú bác và chất lượng thì tuyệt hảo, đảm bảo tất cả mọi người loại một hết, không có pha chế bất cứ loại gì. Cô dì chú bác thương ủng hộ gọi điện số trên màn hình ạ. Rồi, cảm ơn cô dì chú bác rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.